Đây các bạn, hôm nay là mình lại trở lại với cái món tiếp theo nhé. Đây mình chuẩn bị được cái con cá rô phi nó rất là to này. Lát nữa mình sẽ làm cái con cá này để mình làm một gỏi cá rô phi các bạn. Trước mình cũng làm một cái video về gỏi cá như một gỏi cá mè. Hôm nay mình sẽ làm một cái gỏi cá rô phi này. Đấy, con cá này nó con cá hai nước, cá nước lợ rất là ngon. Lát nữa mình chỉ đi mình lọc và mình lấy hai bên mang này thôi để mình chế biến cái món gỏi cá rô phi thôi. Đấy. Đâu đảo đâu đấy. Trên mình cái thây mình đắp vảy ở ngoài đấy các bạn. Vảy cái mang bắt đầu mình sẽ mổ. Câu chợ à? Không. Để lọc cái vây mà bắt đầu mình sẽ đi mổ và làm sạch cái vảy luôn. Lát nữa mình sẽ lọc hai bên mang để mình thái luôn. Nó khi này nằm ngoài nó không tanh như cá mè, ngọt ngon. Khi mình mổ xong rồi mình sẽ cho ra một cái đĩa để mình ráo nước nhé. Lát nữa mình sẽ lấy khăn mình thấm và bắt đầu mình sẽ lọc. Đấy. Đây các bạn này. Khi mà con cá mình đã làm xong rồi, làm vảy sạch sẽ rồi luôn. Đấy. Thì bắt đầu là mình sẽ bây giờ mình sẽ thấm cho nó sạch cái nước ở trên mặt đi, khô ráo đi. Lát nữa mình sẽ đi mình lấy hai cái bên mang này để mình thái một đĩa gỏi thế thôi. Ở chỗ mình người ta làm như thế các bạn. Mà nói chung là ăn cũng rất là ngon. Mình không có khăn thì mình có thể mình dùng giấy ăn để mình thấm các bạn nhé. Thấm cho nó hết nước đi, cho nó khô. Đơn giản. Và con này nó rất là to nên mình khi mà mình lọc mình thái thì mình chỉ cần lấy thịt thôi, còn cái phần da của nó thì mình bỏ các bạn nhé. Da ăn nó dai lắm. Được thôi chứ nó dai. Ok,
sẽ thấm khô cái đầu cá đi, cái hai bên cá đi. Ta rửa thái. Khi mà làm khô rồi bây giờ mình sẽ đi mình lọc hai cái bên mang để mình lát rồi mình đi chế biến cái món gỏi cá nhé. Đấy. Mình có thể làm bằng giấy cũng được, nhưng mình làm khô bằng giấy, còn các bạn có thể làm bằng rẻ sạch hoặc như thế nào đấy, tùy cứ làm sao cho nó khô mặt này để mình lọc thôi là được. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi mình lọc cái mang của nó để mình chế biến. Đây các bạn nhé, bây giờ khi mà mình đã chuẩn bị xong cái con cá rồi, mình cũng lau sạch đi rồi, lau khô rồi đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đi lọc cái hai cái mang của nó, lọc hai bên mang thôi, vì con cá rất to, mình lọc hai bên mang, lát nữa mình sẽ bỏ ra các bạn nhé, lọc cái mang thôi. Đấy, còn thịt ở hai bên mang này mình làm ngoài thôi, không cần phải lấy nhiều. Cá này hơn cân nó rất là nhiều thịt các bạn. Mổ bên trong đó máu đỏ tươi, cá rất là tươi. Cái này khi mà lần tiếp theo mình sẽ lại thấm cho nó hết nước đi, hết cái máu rồi đi, xong bắt đầu mình mới thái được các bạn. Thì lát nữa mình sẽ lấy một cái giấy mà mình lấy rẻ để mình thấm nó khô đi. Vừa rồi thì mình cũng đã thấm rồi nhưng mà nó chưa hết được hết. Khi mà mình lọc ra rồi mình lại thấm lại một lần nữa là nó sẽ sạch, sẽ khô. Mình lọc phần thịt thôi nhé các bạn nhé, còn cái phần mật xương này thì đừng có lọc vào, mình ăn nó nói chung là nó mất ngon. Lọc phần thịt thôi. Đây các bạn nhìn, một con cá một cân mình sẽ lọc được hai cái bên mang của nó. Đây, chút này để mình làm gỏi là đủ rồi, thấy không? Đấy.
ngày thôi. Bây giờ mình sẽ đi mình thấm khô cái máu rồi đi, bắt đầu mình sẽ chế biến. Đấy. Cái này bây giờ mình sẽ lấy giấy để mình thấm nhé các bạn nhé, lấy giấy để thấm khô cái máu đi. Đó. Mình sẽ cuộn cái giấy vào. Mình lấy cái ảnh mình cuộn khô nó phải thấm cái máu này. Ai mà dùng khăn cũng được, mình có chỉ có giấy ăn rồi, lấy giấy ăn mình thấm đi. Đó. Mình sẽ để trong vòng tầm 5 phút nữa để nó thấm hết cái lượng nước với máu ở trong cái miếng cá ra, xong bắt đầu mình sẽ đi chế biến mình thái nha. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và bây giờ sẽ điểm qua cái gia vị để lát nữa mình sẽ trộn với lại cái thịt cá nhé các bạn nhé, để làm thành cái món gỏi đấy. Đây này, trước tiên này mình sẽ đã chuẩn bị ớt băm nhỏ rồi này. Cái này là rau răng cưa nhé các bạn nhé, răng cưa mình đã thái nhỏ rồi. Và tỏi, thế thôi. Hôm nay làm như thế thôi. Và chủ yếu là riềng nhé các bạn nhé. Riềng mình đã đâm ra đã dã nhỏ rồi đấy. Đấy. Và quan trọng nhất là nước cốt chanh này. Đấy. Đó. Hôm nay thì mình chỉ làm cái nguyên liệu của nó chỉ đơn giản như này thôi. Và cái thứ hai nữa là mình cho có một ít súp này. Một ít mì chính. Đấy. Như vậy thôi. Đấy, rất là đơn giản vậy thôi. Và lát nữa mình sẽ đi pha mắm cùng với lại cái món gỏi cá để mình chấm cùng. Đấy, rất là ngon. Đây, bây giờ mình sẽ đi mình lấy cái thịt cá ra. Thịt cá này mình cũng để trong vòng 5 phút. Và bây giờ nó khô rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra để mình thái, mình thái gỏi thôi. Khi mà thịt cá nó khô hết rồi mình sẽ lấy ra để mình thái. Đây, nhìn này, đấy, mình đã thấm được khô cái miếng thịt cá rồi, cá rất là trắng rồi. Bây giờ mình sẽ đi mình thái cái miếng này ra, thái bỏ da nhé các bạn nhé, không thái da đâu vì da của nó rất là dai, mình không nên thái da vào. Bắt đầu mình sẽ đi mình thái cái hai miếng này thôi. Đây mình đã chuẩn bị cái nồi sạch các bạn nhé, bây giờ mình sẽ thái cái miếng cá này ra để mình lát nữa mình bóc gỏi thôi, cứ thái mỏng và bỏ da các bạn nhé.
thôi, mình phải lấy phần thịt thôi, còn phần da mình bỏ nhé các bạn nhé. Không lấy con da, da nó rất là da, nó dai. Đấy, sau quá trình mà mình lọc thịt cá, mình cũng để mình thái thì mình được chỗ này thịt thôi các bạn này. Chỗ này cũng được một đĩa rồi. Đấy, mình chỉ lấy phần thịt thôi. Và cái việc công đoạn tiếp theo của mình thì bây giờ mình có những cái gia vị như này, mình sẽ trộn nó vào, đều vào thôi này được. Đây, giường này, nước cốt chanh này, ớt, tỏi, cái rau răng cưa và súp mì chính, vậy thôi. Bây giờ mình cứ lần lượt mình cho những cái gia vị này vào thôi. Đấy, trước tiên là mình sẽ cho mình chín trước này. Mình chín không súp tùy các bạn nhé, cho cái gì vào cũng được. Nhưng mà nước cốt chanh này mà các bạn cho vào sau cùng nhé. Khi mà các bạn chuẩn bị gần ăn rồi đấy, bắt đầu ăn thì các bạn đã cho cái nước cốt chanh này vào, thì vì nước cốt chanh này khi mà vào cái miếng cá này, nó nếu mà để lâu nó sẽ bị tái, nó làm cho chín miếng cá để ăn sẽ không ngon nữa. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ ra nước, ăn nó cảm giác cũng mất luôn. Sau đó mình cho một ít súp này. Nó vừa chứ không cần nhiều quá sợ nó mặn. Đào đào đi. Đấy. Đó mình cho đi. Răng cưa này, ớt, tỏi, cứ thế mà làm được. Riêng không bán nữa, cho ăn đâu thì mình sẽ nhào đều đấy. Còn tỏi ớt này nó sẽ chín cá, mình cho nhiều tỏi cũng được các bạn, vì là tỏi cho nó yên tâm, ai bụng dạ kém thì cũng sẽ yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo mình sẽ cho giềng các bạn nhé. Giềng này mình đã giã nhỏ rồi. Đấy, cứ cho vào thôi, cho đủ ăn thôi. Và cuối cùng là nước cốt chanh nhé, cho nước cốt chanh vào nữa là xong. Đấy, thế này thôi. Bây giờ mình sẽ đi mình pha mắm để mình chấm món quả cá này thôi. Cho một ít súp này. Đường mình cho rồi nhé, cho ít súp này, cho ít mì chính. Đó. Đào đều đi. Bây giờ mình sẽ đi bắt chanh nhé các bạn nhé. Bắt chanh để cho vào mắm. Cho ra cái bát này để mình gạn bỏ cái hạt của nắng. Quá ngon rồi. Vài luôn.
ok rồi. Đây mình sẽ cho một ít nữa. Giờ mình sẽ cho một ít tương ớt vào để lấy vị màu cho nó đẹp. Nhào lên luôn. Đấy, ngoài nhìn lên màu để ngoài luôn đấy. Đấy, coi như đã xong đấy. Ok, đã xong. Đây, mắm này mình chấm với cái món quả cá này các bạn nhìn đi. Đấy, đơn giản thế thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái quả cá này ra ngoài đĩa là cho lên mâm nào, ok là xong rồi. Đấy, thế thôi. Đây mình đã chuẩn bị cái đĩa, bây giờ mình sẽ cho nó ra ngoài đĩa này thôi. Đơn giản thôi. Rất đơn giản. Rượu ngon lắm các bạn. Món này nó uống rượu là tuyệt vời thôi. Mà dầu phi nó không tanh như các mè, mình chỉ cần những nguyên liệu như thế này là được thôi. Riêng tỏi ớt. Đã xong rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, toàn bộ cái quá trình mình đã làm cái món gỏi cá rô phi rồi đấy các bạn. Đấy, mình đã cho ra đĩa và mắm chấm thì mình đã pha rất cẩn thận rồi đây. Cái gỏi cá mình đã cho ra đĩa nhìn rất là bắt mắt. Đấy, các bạn thấy chưa? Ăn kèm với nó thì mình cũng đã chuẩn bị này. Lá sung này, lá sắn này, lá dấp cá, lá mơ. Ở đây mình đã ít chuẩn bị một ít xoài chua này và một ít cái rua để ăn kèm cho nó tạo cái vị giác của nó ngon hơn. Đấy, vậy thôi. Đấy, cái món này mình làm rất là đơn giản các bạn. Các bạn mà thích ăn thì làm theo cái cách của mình làm ăn nó cũng rất là ngon. Đấy, mình xin dừng video tại đây nhé. Mọi người xem video thì vui vẻ. Nhớ like, đăng ký của mình cái nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.